Anh em có nghe thấy tiếng cái máy nó đang lấy nét không? Rất là cận luôn á, thậm chí mình còn không nhìn được cái lá mà mình đang lấy nét nó là cái lá nào nữa. Đó, nè, nghe cái tiếng nè. Và đây là một trong những cái ưu điểm rất là lớn của cái ống kính 24-50mm f2.8 mới của Sony nha. Bây giờ thì intro thôi. Sony 24-50mm f2.8 là một sản phẩm mình nghĩ nó khá là thích hợp để ra mắt trong thời điểm này, vì đã từ rất là lâu rồi những anh em tìm tới kích thước nhỏ gọn như thế này mà cần zoom á thì phải nghĩ tới khẩu f4, nhưng mà bây giờ đây chúng ta đã có cái khẩu là 2.8 và sản phẩm này nó rất là thích hợp. Ví dụ như mình đang đi ở công viên, phù hợp với những anh em mà đi cà phê nè, dạng daily vlog hàng ngày giống như thế này, rồi chụp đồ ăn, đi tán gẫu với bạn bè, đặc biệt hơn nữa là đi du lịch á. Như vậy thì với mức giá bán 1.100 đô của sản phẩm này, nó sẽ dành cho ai? Đương nhiên là cái sản phẩm này á, nó dành cho những anh em đặt ra những tiêu chí khi mua một chiếc ống kính mới dành cho mình rồi. Và với bản thân cá nhân mình sẽ kể cho anh em bốn cái ưu điểm mà được coi là bốn cái tiêu chuẩn để anh em dựa vào đó có thể chọn cái ống kính này. Đầu tiên á, đó là nhỏ gọn, nhẹ, có thể mang vác rất là dễ dàng, đi du lịch hay đi chơi bất cứ đâu cũng được. Cái thứ hai là chất lượng hoàn thiện của nó cực kỳ ổn, nếu không muốn nói là xuất sắc. Cái thứ ba là chất lượng hình ảnh và video nó mang lại là rất chi tiết, rất sắc nét, rất dễ để sử dụng. Và cái điều cuối cùng là khả năng bắt nét của nó rất nhanh. Bây giờ thì tới với từng hạng mục thôi. Và nói đến cái sự gọn nhẹ thì cái ống kính này nó chỉ có trọng lượng 440 gram mà thôi. Anh em nhìn nè, nó nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của mình và cái chiều dài chưa tới 10 cm nữa. Chính xác hơn là 92.5 cm. Và khi mà anh em zoom ở tiêu cự 24 á, là kích thước của nó cũng chỉ 11.5 cm mà thôi, khiến mình rất là tự tin mỗi khi ra đường đi cà phê. Anh em có thể thấy khá là nhiều cái bức hình mình chụp cà phê đi chơi với bạn bè bằng cái con ống kính này. Có lẽ là do tuổi cao sức yếu rồi đó, cho nên mình không có thoải mái lắm khi cầm những ống kính to nặng ra đường, trừ khi những trường hợp đặc biệt, ví dụ như chụp kim, chụp cò, những cái ống mà dạng super tele mà mình phải đặt mình vào cái trường hợp đó khoảng độ 300 mm đổ lên đó, 400, 500, 600 á, thì lúc đó chúng ta sẽ không than vãn, chúng ta buộc phải chụp những ống kính đó. Còn không, bây giờ sử dụng hàng ngày daily mà bước ra đường á, mình luôn luôn thích những ống kính nhỏ gọn như thế này. Và mặc dù nó nhỏ gọn nha, nhưng mà nó sẽ không thiếu bất cứ một cái thứ gì mà anh em cần. Cái vòng xoay để anh em chỉnh khẩu nè, cái vòng xoay để zoom nè, rồi cái vòng xoay để anh em có thể lấy nét nè, nó rất là trơn tru, nó rất là mượt. Và cái vòng này á, mình thả ra một cái là dừng, thả ra một cái là dừng rất là nhanh nha. Chúng ta sẽ có nút function để giữ nét nè, nút gạt AF/MF, tức là mặc dù nhỏ gọn nhưng mà nó vẫn có đầy đủ những gì mà anh em cần trên một cái ống kính tiêu chuẩn của Sony. Nét đứt tay thì có vẻ là hơi lố, nhưng mà để mà nói cái ống kính này nó có một cái độ chi tiết rất là cao, ngay cả ở cái mức khẩu lớn nhất mình đang để là khoảng f2.8 thì nó làm được nha, và phải gọi là xuất sắc. Nhưng mà thật lòng mà nói, nếu những anh em nào mà chơi ảnh phong cảnh đòi hỏi một cái mức độ chi tiết hơn, cái bức ảnh nó sẽ nét toàn khung hình hơn á, thì ngay tại f4 cho tới f11 cái ống kính này nó sẽ làm tốt nhất. Anh em sẽ có cái độ nét từ phần trung tâm cho tới cái phần rìa luôn. Nói tới khả năng khép khẩu sâu á, thì mình luôn thích những cái ống kính mà có cái mức khẩu nó là nhỏ 22 giống như thế này. Và ngay tại cái F22 mình vẫn thích những hình ảnh cho ra được từ cái ống 24-50 mới này của Sony. Nhưng mà thật lòng mà nói, để anh em có những cái hình ảnh nó vừa phải, nó đẹp nhất và nó đều, nó không bị sót quá nhiều á, thì mình nghĩ là từ F11 cho tới F16 là những cái bức hình đẹp nhất, tốt nhất của cái chiếc ống kính này. Đương nhiên là những cái vòng lục giác nó sẽ xuất hiện, nhưng mà nó không quá ảnh hưởng gì tới cái tổng thể của bức hình. Còn lại những cái phần tia cho ra mà mình nhận được á, là cực kỳ đẹp và cực kỳ đều. Anh em sẽ thấy những cái mà người ta gọi là cái đường ánh sao á, đó, nó túa ra rất là đều, rất là đẹp luôn. Và sẵn đang nói tới hiện tượng soft thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần viền đen và soft luôn ha. Vignetting á, thì mình thấy do cái ống kính này nó chưa có profile correction, cho nên là mình sẽ không nhận xét ở cái tiêu cự 24. Cái tiêu cự 24 thì nó hơi bị méo quá, và mình chủ yếu mình sẽ nói ở cái tiêu cự 50 thôi. Và đối với mình, tiêu cự 50 là tiêu cự đẹp nhất, tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất để anh em sử dụng với lại cái ống kính này.
hiện tượng viền đen có xuất hiện ở cái tiêu cự 50mm ở mức hậu F2.8, nhưng ngay lập tức mình không thấy được khi mà chúng ta chuyển lên F4. Tiếp theo đó là dần lên F5.6, F8 cho tới F11 luôn. Và tới F16 thì nó có mặt trở lại cho tới F22. Còn nói tới cái hiện tượng soft đó nha, thì mình nghĩ là anh em có thể sử dụng được bức hình từ F2.8 cho tới F11. Và cái hiện tượng soft nó sẽ nhiều, nó sẽ rõ ràng nhất khi mà anh em sử dụng ở F16 cho tới F22 mà thôi. Như đã nói, khoảng cách lấy nét là một trong những cái ưu thế lợi nhất của chiếc ống kính này khi mà mình sử dụng nó. Và tại cái tiêu cự 24mm này nè, cái khoảng cách lấy nét của nó khi mà anh em chuyển qua manual focus nó chỉ là 18cm thôi. Còn nếu anh em để auto focus á, thì nó sẽ là 19cm. Trong khi xoay về 50 á, thì cái khoảng cách lấy nét gần nhất của nó là 29mm đối với manual focus và 30 đối với là auto focus. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái điều rất là tốt khi mà anh em sử dụng những cái chiếc ống kính nhỏ gọn như thế này. Nó sẽ giúp cho anh em linh hoạt được rất là nhiều thứ. Hoặc là quan trọng hơn khi anh em quay vlog như thế này nè, khoảng cách lấy nét gần sẽ cho anh em lại được những cái xóa phông phía đằng sau nó ấn tượng hơn, bokeh của nó đều và nó đẹp hơn. Anh em có thể thấy là trong cái đoạn mình demo, mình chụp cái hình nộm ở studio của Tinh Tê á, thì cái khoảng cách gần như là mình không thể nào mình thấy được cái hình nộm ở phía trước mặt đó nó có cái gì luôn đó. Anh em có thể xem ha, hoặc là ngay trong đầu video mình cũng đã nói rồi. Mình có thử nghiệm chế độ AFS, AFC để cho anh em thấy được là khả năng bắt nét của ống kính này khi kết hợp với body cái A7 C Mark II ở đây là nó nhanh như thế nào. Mình nghĩ đây là một trong những cái ưu điểm mà Sony đã làm rất là tốt từ rất là lâu rồi. Vì những ống kính của Sony khi kết hợp body của họ thì rỉ nét rất là nhanh. Và cái điều này nó sẽ rất là thích hợp đối với những anh em mà làm vlog hàng ngày. Như mình đã nói là khi anh em cầm quay này thì máy nó sẽ AFC cái mặt của anh em, phải luôn luôn theo dõi cái mặt của mình hoặc là tracking theo mắt. Thì cái điều này Sony đã làm rất là tốt. Anh em nhìn vào những cái vòng xoay lấy nét nè, cái đường cao su, những cái rãnh của nó không còn bị bám bẩn quá nhiều như là những cái sản phẩm trước đây mà Sony từng làm ra nữa. Cái vòng xoay khẩu độ nè, rất là đã, khựng lại. Đối với một người mà thích chụp hình như mình thì mình thích những cái thứ này lắm. Đó, cái chất liệu nhựa của họ làm nè, kết hợp với body A7C Mark II nè, chất liệu trùng khớp với nhau. Và cái chất liệu Surpass này á, giúp để bảo vệ môi trường. Sony đã sử dụng nó rất là lâu trên những cái sản phẩm của mình rồi, không chỉ cho máy ảnh đâu, còn cho điện thoại, cho cả tivi nữa. Nhựa của Sony nè. Đó. Cái hút thì có vẻ nghe tiếng nó khác tại vì nó mỏng, nhưng mà cái phần bên dưới nè, cộp nè. Anh em nghe không? Nó chắc, nó nịch. Và mình đã dành hình như là 15 20 phút gì đó, mình chỉ ngồi mình vân vê những cái vòng xoay này, mình nhấn những cái nút này, mình gạt qua gạt lại các cái nút bấm này để xem thử coi mỗi lần mình gạt như vậy, mỗi lần mình xoay như vậy, mỗi lần mình bấm như vậy nó có cái gì khác biệt hay không. Và câu trả lời là không, chất lượng của nó rất là ổn luôn. Sony nói là cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm này nó tương đương với lại những ống kính G Master đời đầu, và mình tin điều đó. Có ông chú đang chụp hình sen ở bên kia kìa anh em. Hình như đó là Nikon D750 phải. Quay trở lại với sản phẩm của Sony, mình sẽ kết luận ha. Kết luận rất là nhanh sau khoảng độ một tuần trải nghiệm với sản phẩm này. Mình nghĩ những sản phẩm Sony gần đây nó khá là phù hợp với mình. Mình rất là thích. Nó không ồn ào, nó không khoa trương, nhưng mà nó phù hợp với lại những cái tệp khách hàng rất là riêng của Sony. Nếu mà anh em muốn lợi tiêu cự thì có thể lựa chọn cái 24-70 nhỏ gọn F4 mới ra mắt gần đây, mình cũng đã có bài trên tay rồi. Còn nếu không, nếu anh em muốn lợi khẩu thì 24-50, một cái tiêu cự zoom tiêu chuẩn theo như cái cách gọi của Sony, khẩu 2.8 ha, rất là gọn luôn. Như anh em nói rằng với mức giá 1.100 đô thì cái sản phẩm này nó có thể trở thành một cái ống kít tiêu chuẩn mới của Sony hay không? Mình nghĩ câu trả lời là không, sẽ rất là khó. Nó sẽ trở thành tiêu chuẩn, trở thành ống kít của anh em, trừ khi anh em đưa ra 4 cái tiêu chí mà mình đã đề cập trong cái bài. Khi mà nó đáp ứng được 4 cái tiêu chí đó thì cái ống kính này nó sẽ trở thành cái ống kít của anh em á.